دعاء مختصر إذا قاله الإنسان لا يضره شيء. نعم. Với những lời cầu xin ngắn gọn như là cầu xin mà nó không thực sự là nó dài nhưng mà cái ý nghĩa nó vô cùng là xúc tích, vô cùng là ý nghĩa. من نزل منزلا يعني أي مكان تنزل فيه في مسجد في بيت في الغابة في المزرعة في البحر في أي مكان عندما تنزل ما تقول هذا الدعاء. نعم. Và một câu dua khi mà chúng ta bước đến một nơi nào đó, một thánh đường hay là nhà của mình hay là bãi biển hay là bất cứ đâu thì chúng ta hãy nói cái câu dua này. Ma fa'ida hadha ad-du'a? Và cái câu dua này nó có ý nghĩa như thế nào? La yadhurruka shay. Sawa kan min al-hayawanat, al-aqarib, al-afa'i, al-usud aw min al-ashkhas, min al-jinn, min al-ins. Na'am. Sẽ không có bất cứ gì có thể làm hại được chúng ta từ động vật nguy hiểm hay là từ những cái tác hại con người hay tác hại của thời tiết và vân vân vân. هذا الدعاء هو. Và cái câu dua này đó là أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعيد مرة أخرى. أنا أعيد مرة أخرى. نعم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. Now.